Suốt 27 năm sống trên đường phố của thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ, ông Michael biết rằng sẽ rất khó để ông được chào đón tại các hàng quán xung quanh thành phố, nơi ông có thể được hưởng một vài phút điều hòa không khí để hạ nhiệt vào những mùa hè như thế này. Năm nay, ông bị đột quỵ do nắng nóng. May mà ông đã được người ta phát hiện và đưa đến bệnh viện. Cái nắng của mùa hè này thật sự rất ngột ngạt, nhưng năm nay nó còn tệ hơn mọi năm. Khổ nhất là những người vô gia cư chúng tôi, lúc nào cũng phải hứng nắng trên đường phố. Khoảng 130 người vô gia cư đã tử vong vì nắng nóng ở khu vực Phoenix vào năm ngoái. Con số này là 172 người vào năm 2020, theo Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe thành phố. Để phần nào hạn chế số người vô gia cư tử vong do nắng nóng, chương trình Circle the City chuyên tiếp cận người vô gia cư của thành phố đã điều hành một số phòng khám di động, đi đến những nơi tập trung đông người vô gia cư để cung cấp sự chăm sóc kịp thời cho họ. Chúng tôi biết rằng mỗi khi mùa hè đến gần, chúng tôi sẽ phải cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để giúp mọi người sống sót. Năm nay, chúng tôi đã chứng kiến số lượng bệnh nhân nhập viện là người vô gia cư tăng cao. Bên cạnh say nắng, người vô gia cư còn có thể gặp những tình trạng nghiêm trọng khác như kiệt sức vì nóng, phát ban do nhiệt, bỏng do ngủ gật, ngồi hay đi bộ trên đất trên vỉa hè nóng. Tất cả đều có thể khiến họ mất mạng.